Rồi, hello các bạn, mình là Trần Siêu, của mình tiếp tục làm video mới ngay một phần game là Flame Pichu. Bạn này tiếp tục mình sẽ sử dụng là Forte Flame Power Up VS lại tên Zombie nha. Đó, mới vừa là một cái tên Flame mình sẽ Power Up lên nha. Đây là một cái tên Flame của ông Jumping Boss. Và viết đấu với con Lost City Galantu nha các bạn. Đó, và con Jumping Boss này là xuất hiện rất là nhiều nha. Mình đang Power Up lên nha các bạn. Ok, đây là một video tiếp theo. Mình sẽ ra một cái nhóm tên mới nha. Đây là đèn mới. Rồi, Joy Boss liệu có thể đập được cái đám Lost City Galantu này không nghe. Đó, Joy Boss này, sử dụng cái Power Up lên. Ok, và Lagi này cũng đã biết đâu này, cũng đã bay lên và bắn với một tiêu Lagi rất là mạnh nghe. Đó, mong mọi người luôn luôn ủng hộ kênh Biên Trần Channel của mình. Các bạn nhớ ủng hộ cái game mới này của mình nghe. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục qua một cái tên Flame thứ hai. Đó, tên này có con Bi Shooter và con Apple. Đó, và cái con đây là con Phip. Ok, khá là mạnh như các bạn. Đó, khi mà bao bộ up lên là nó sẽ đẩy ngược ra sau hết. Và cái Apple này sẽ làm cho Zombie đứng yên. Con Phip này sẽ biến quá là rất là mạnh. Rồi, chuẩn bị nghe, tiếp theo nghe. Đó, mà nó biến thành con ếch nha các bạn. Đó, con Zombie con này khi mà con Phip nó hồ biến vô, cách sẽ biến thành một con ếch và về phía chúng mình. Rất là mạnh. Đó, tiếp tục nha các bạn. Rồi, chắc chắn là win nha. Đó là win. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái team Flame thứ ba. Team này có cá sấu, có con AKI với là con Electric. Đó, dù bị bao up lên. Còn thứ sát thương cũng các bạn. Ồ, rất là mạnh các bạn. Tấm xét này là rất là mạnh nha. Rồi, đi gì khá là nhanh các bạn. Ok, team này là nói chung là khá là mạnh rồi đó. Giờ chúng ta sẽ nít vào một cái team Flame thứ tư. Ồ, thứ tư này có con nấm mà. Con nấm với con Winter mấy lần mà con bo ra nha các bạn. Rồi, bo ra, chơi luôn. Ok, và Winter mấy lần này bắn lên rất là mạnh. Mình là không thể bow up lên nhiều nghe. Mình dặn là mình bow up lên nhiều là cái nấm này nó sẽ đẩy. Cái kẻ thân niên này sẽ đẩy con Galantu bay ra sau nghe. Khá là lâu nghe các bạn. Đó, khá là lâu. Ok, giờ mình sẽ từ từ power để cho cái con thân niên này nó sẽ tự thân niên luôn. Khi mà mình power up lên nó không có thân niên nghe. Đó, giờ tự thân niên. Sau đó mình sẽ nó đẩy lên theo. Đẩy lên cái con Bora này nó bắn không được. Khá là tốn thời gian. Nó bắt buộc bây giờ mình sẽ đỡ vậy luôn cho nó thân niên các bạn. Tên này là sát thương là không hợp nghe. Tên này không hợp. Khi mà có con thay pin này mình sẽ ấy lên power lên, nó sẽ đẩy cái đám zombie này bay ra xa, con Mora bắn không được. Dạ ok, đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ nét ra một cái team Flame đầu tiên lại đấu với con Roman Galantu nghe. Đó, và cái bi đao này và tấm xét này rất là mạnh nghe. Đó, và tìm thêm con sát thương Robin Boss. Ok, đập luôn. Đó, nát vừa đập nữa mẹ. Đó, khá là căng thẳng nha. Đó, khá là mạnh. Rồi, chúng ta đấu Huỳnh Vinh nha các bạn. Ok, rất là mạnh, team đầu tiên này khá là ổn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua một cái team thứ hai, biết đấu là cái con Roman Galantu nha. Ok, quất luôn, đó. Ôi, nó đẩy ra quả vậy. Mình đang bắn mà cái ông riêng Mini Shooter này đẩy ra. Nhưng mà không sao, thương mình là bắn chỉnh từ xa các bạn. Cỡ nào cũng bắn được. Đó. Ôi, nó bay vô, nó không chế được con riêng Mini Shooter của mình. Nhưng mà không sao, rồi win luôn các bạn. Quá mạnh. Rồi, chúng ta xin nét ra một cái team hình lên thứ hai. Con này con Galantu thứ hai nha. Nhanh ngọn lẹ thôi các bạn. Team này khá là mạnh nha. Đó. Galo Galantu này là cũng không chịu nổi nó là hiểu luôn các bạn. Má mạnh. Ok, thằng tóc luôn. Chúng ta mới qua một cái team Flame thứ tư nha các bạn. Đó. Rồi, chuẩn bị tiếp vô.
Đó, bây giờ mình cho nó bắn ngay. Đó. Mình không có cho nó power up lên nhiều. Khi mà power up lên nó sẽ đẩy ra khá là khó chịu nghe. Và combo ra này bắn không được nha các bạn. Đó, phút nào quan trọng mình mới cho power up thôi các bạn thấy không. Rồi, mình đợi luôn. Đợi cho nó thôi nguyên hai con dưới kia nữa là xong. Đó. Quay lại mày, quay lại, quay đầu lại hết, đập lại. Đó. Ồ, nó bắn cái con khỉ vô. Rồi còn ba con dưới kia nữa cho nó thôi miên luôn. Mày nha mày. Ok, tức là chúng ta đã thành công. Rồi giờ chúng ta sẽ qua một cái team Flame đầu tiên lại biết đấu với con Wase Garanthu nghe. Đó, Wase Garanthu. Còn đứa con này có mạnh là con này. Ok, cho anh boss đập luôn các bạn. Đó, đập luôn. Rồi, khá là mạnh, cái việc thành công khá là nhanh nha. Rồi chúng ta sẽ nét ra cái team thứ hai lại, đấu là con Wase lại, coi thứ nó có mạnh là không. Ồ, đẩy ra nữa là lại rồi, đẩy nữa các bạn. Ok, chiến, đó. Các bạn thấy không, sấm sét và rừng Mushika nó đẩy ra ngay, khá là mạnh nha. Rồi, win các bạn. Con nó biến ra được cái con ếch rồi con nấm nha các bạn. Rồi. Chúng ta sẽ qua một cái nhóm khác, đây là Electric Bisotter. Còn con này là con Electric điện đây gì bên cái tên. Còn con AKE và con Google gì đó, con này có cái xấu. Cái thương là cực khủng nha. Đó các bạn nào thấy video này hay hấp dẫn thì bạn nhớ ấn ngay comment like share video của mình hoặc các bạn subscribe kênh mình chặn channel của mình nha. Để giúp kênh mình mỗi ngày phát triển hơn. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Rồi ok, giờ mình sẽ qua lại một con nấm. Đó, cái nấm này coi miên. Nhưng mà mình không có cần mà power nhiều. Power nhiều là sẽ không có lợi với cái tên này nha. Cái tên phần này. Chờ cho nó áp xét vô mình mới power được. Không phải là con nấm này nó sẽ đẩy ra hoài, đẩy ra xa, khó, rất là khó đánh. Đó. Mình chỉ rút kinh nghiệm rồi, hai trận vừa rồi. Đó, của cái tên này. Mình đợi bánh cho nó bánh thường. Còn một con chút kia nữa các bạn. Rồi nó quăng đi bây giờ rồi. Rồi. Rồi xong. Nó đang ngẫm. Băng một phát nữa. Bầu up lên liên tục. Đó còn hai con. Nó núp cho nó đẩy ra các bạn. Ồ. Ồ con nữa. Nó đập luôn. Còn cái con qua xe kia mình đập. Rồi ok. Thế là chúng ta đã thành công. Bây giờ qua cái team zombie cuối cùng. Con này con feature gan tu nghe. Đó cho con coi được nhóm rồi boss này phải chịu gì nói mà không nghe. Ồ, bao nhiêu nó nướng team mình các bạn. Không ổn. Nhưng mình đâu có sợ các bạn. Đó, team mình là team khổng lồ. Biết là khổng lồ mà đập một phát là xong các bạn à. Đó là gì để nướng rồi. Còn cái la này là bí đao này là khi mà bắn thường rất là gà nghe. Mà power up lên nó bắn là cháy thèm luôn. Rồi nó thành công. Bây giờ mình sẽ qua một cái team thứ hai. Và lần thứ hai biết đấu là con Victor Gantu này các bạn. Tiếp tục đẩy thôi. Đó, đẩy ra xa đến hết bắn mình luôn. Rồi hợp lý các bạn. Bá mạnh báo vinh. Nướng mày nướng tao à. Rồi đã thành công. Giờ chúng ta sẽ nét vào một cái team phải lên thứ 3. Team này là khỏi bèn các bạn. Một phép thôi là lên dĩ hết. Đó, lên dĩ hết các bạn. Bá mạnh. Nướng không được đâu. Sao mà nướng được. Ok, giờ chúng ta sẽ qua một cái team cuối cùng. Đó, xong cái team này mình sẽ kết thúc bằng video tại đây nha. Hy vọng các bạn xem, các bạn ủng hộ kênh Bim Càng Channel của mình. Ok, thank you các bạn. Rồi, nó đã nướng chín một mớ và lên với mình nghe. Nhưng mà con sao chọn nó chọn nó cho qua Mỹ luôn các bạn. Chọn nó. Mình chẳng bầu qua ốc bánh từ xa thôi, nó cũng thấm luôn các bạn. Chẳng video quá nhiều.
Rồi xong giờ này mình sẽ kết thúc bằng video đây nha. Đó, hẹn lại các bạn buổi video tiếp theo. Đó. Mình sẽ ra ngày mai, mình sẽ ra video mới lạ hơn nữa về cái kênh nữa, mình sẽ ra cho các bạn theo dõi. Ok, bây giờ mình sẽ